Chào các bạn, mình là Lộc quản trị viên tại website phạmlộclog.com. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện phân tích thống kê mô tả trên phần mềm SPS. Trong thống kê mô tả thì chúng ta sẽ có hai cái phần thống kê cơ bản mà chúng ta sẽ thường sử dụng. Thứ nhất là phần thống kê về tần số và thứ hai là phần thống kê về trung bình. Thì video này mình sẽ tập trung vào cái phần thống kê tần số và vẽ biểu đồ trên SPS. Uh, trong video thì mình sẽ hơi nói dài một tí xíu bởi vì mình sẽ diễn giải thêm một số chi tiết mà mình không thể trình bày bằng à, câu chữ được Còn nếu các bạn mà muốn tập trung vào cái phần thao tác chính để mà chạy thống kê Thì các bạn có thể truy cập vào website phạm lộc blog.com Rồi ở đây các bạn vào cái mục thống kê mô tả thì các bạn có thể truy cập được bài viết đó Hoặc trường hợp mà các bạn quên đi cái từ khóa thì các bạn có thể search trên Google này Là thống kê mô tả đi Thống kê mô tả, các bạn thêm là phạm lộc blog nữa Thì ở đây các bạn sẽ có được cái bài viết của mình ở đây ha Là thống kê toàn số và biểu đồ Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào trực tiếp nội dung chính của video này Rồi, thì ở đây mình đã có một cái file data mẫu File data này mình có các cái biến định tính Là từ giới tính tới thu nhập và các cái biến định lượng Dùng thang đo năm mức độ từ TN1 trở về sau Thì với những câu hỏi định tính thì chúng ta hay thường chạy thống kê tần số Để chúng ta tìm được cái cơ cấu cũng như là về biểu đồ Để xem cái tỷ lệ cơ cấu nó sẽ như thế nào còn đối với những biến định lượng thì chúng ta hay chạy thống kê trung bình để xem các giá trị như là nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình hay là giá trị độ lệch chuẩn. Rồi ok. Mình sẽ thực hiện phân tích thống kê tần số trên phần mềm SPSS. Các bạn sẽ vào analyze. Tại đây các bạn chọn descriptive statistics ha. Tại đây các bạn sẽ chọn recensis. Ok. Các bạn đưa các cái biến định tính mà các bạn muốn chạy thống kê mô tả vào. Rồi ở đây mình đưa những cái biến về đặc điểm nhân khoa học thôi. Ok trong này các tùy chọn thì các bạn cứ để mặc định như vậy nếu mà bạn không cần đi quá là sâu vào cái phần thống kê mô tả này rồi các bạn chỉ dùng tới một cái tùy chọn là chart thôi như là về biểu đồ đó các bạn thì trong biểu đồ này chọn cái phần chặt thai thì các bạn có thể chọn hai cái dạng phổ biến đó là ba chạc với lại pa chart thì pa chart có nghĩa là biểu đồ tròn còn ba chart thì nó là về biểu đồ hình cột thì với cái dạng mà cơ cấu này các bạn nên về biểu đồ hình tròn đi thì nó sẽ tốt hơn rồi ở chặt với lưu á thì các bạn sẽ dùng cái percentage là cái phần trăm còn nếu cái dùng các bạn dùng ba trạc thì các bạn nên để frequencies là đưa ra con số cơ cấu ha. Thì ở đây mình dùng biểu đồ tròn nên ở đây mình cũng sẽ chọn tỷ lệ là phần trăm cho nó dễ. Ok, thì sau khi đã chọn rồi các bạn chọn continue nè. Các bạn tiếp tục chọn ok. À, đây là phần thống kê tần số nè thì nó sẽ có những cái bảng kết quả như thế này. Đó. Rồi bên dưới là những cái biểu đồ tròn. Nó tương ứng với lại từng cái bảng tần số ở trên này thì mình sẽ đi vào một ví dụ một cái bảng tần số của biến độ tuổi. Thì biến độ tuổi ở đây á mình có ba cái nhóm, bốn cái nhóm giá trị. Cái cột frequency nó sẽ biểu thị cái tần số của những người mà họ chọn vào cái giá trị đó. Hay ở đây này, cái nhóm từ 18 đến 25 tuổi thì có 37 người. Ha, từ 26 đến 35 tuổi thì có 120, tương tự là 52 người và 11 người. Cái cột thứ hai là tỷ lệ phần trăm thì các bạn sẽ lấy con số tần số chia cho cái tổng số người đó thì nó sẽ ra tỷ lệ phần trăm này. Thì 37 chia cho 220 nó sẽ ra 16.8%. Cái cột mà phần trăm hợp lệ valid percent á thì nó sẽ giống gần như là với cái cột percent này. Nếu mà các bạn không có tình trạng missing về dữ liệu, trường hợp mà các bạn có missing dữ liệu á thì nó cái phần valid percent này nó sẽ không tính cái giá trị missing đó ha. Còn cái phần percent này thì nó vẫn tính nên hai cục này chị khác nhau nếu mà bạn có giá trị bị thiếu thôi là trong dữ liệu các bạn có những cái ô mà các bạn không điền được con số á thì nó sẽ khác biệt giữa hai cục này cái cột cuối cùng đó là cột phần trăm tích lũy có nghĩa là ở đây á cái giá trị sau nó sẽ bằng phần trăm của giá trị đầu cộng tất cả những giá trị ở phía trước nó cộng cho cái giá trị phần trăm của nó cụ thể trong ví dụ này thì cái nhóm đầu tiên á nó có cái phần trăm là 16.8 còn cái nhóm thứ hai thì nó có cái phần trăm là 54.4% thì tích lũy của nó nó sẽ bằng cái thằng 54 5 năm này cộng cho 16 8 thì nó sẽ ra được 71.4. Tương tự nó sẽ cộng cho cái nhóm thứ ba để nó ra phần trăm tích lũy của cái nhóm thứ ba. Rồi tới khi nó cộng dồn được 100% thì thôi thì đó chính là ý nghĩa của bốn cái cột ở trong cái bảng tần số. Rồi. Tiếp theo đó là cái phần biểu đồ tương ứng, đó là cột độ tuổi, biểu đồ độ tuổi nè. Thì ở đây á khi các bạn chạy ra như thế này thì các bạn muốn hiển thị thêm nhiều cái yếu tố ở trong biểu đồ này như là các con số phần trăm hay các bạn muốn đổi tên cái biểu đồ này thành tiếng Việt để cho nó dễ hiển thị như là trình bày vào bài nó sẽ đẹp hơn thì các bạn có thể click đôi vào cái biểu đồ này à. Khi các bạn click đôi nó sẽ hiện ra các bạn là chặt editor thì ở đây các bạn có thể tùy chỉnh rất là nhiều thứ trong biểu đồ này thì đầu tiên á, thứ mình hay dùng nhất chính là cái phần cái cột này, cái trình này thì các bạn click vào này thì nó sẽ show ra được những cái giá trị tỷ lệ phần trăm ở trong biểu đồ ha. À, thì đa phần mình chỉ dùng tới cái nút này thôi. Còn nếu mà các bạn muốn đi sâu vào những cái phần tùy chỉnh đó các bạn có thể nghiên cứu ở những cái mục này như là test style này thì ở đây các bạn có thể chọn kiểu phông chữ cho những cái phần hiển thị này, màu chữ này, cỡ chữ vân vân. Rồi chặt sai là kích thước của biểu đồ rồi những cái màu sắc của những cái miếng trong này, các bạn có thể hoàn toàn đổi màu được, thì các bạn clip vào này các bạn đổi màu ở đây thôi, thì nó sẽ thay đổi. ha, thì các bạn chỉ dùng bao nhiêu đó thôi. còn trường hợp mà các bạn muốn cái biểu đồ nó bị tách ra một miếng lớn á, thì các bạn clip vào này này, thì cái miếng lớn tự động tách ra thôi. ha, nó sẽ kéo ra này. ok, thì khi các bạn đã tùy chọn xong hết rồi, tùy chỉnh xong hết rồi, thì các bạn click vào nút close ở trên, thì để cho nó thoát cái giao diện này ra, thì khi đó nó sẽ xác nhận được biểu đồ của chúng ta là sẽ là như thế này thì đó chính là cái phần vẽ biểu đồ tự động trên SBS. Trường hợp mà các bạn thấy cái biểu đồ này mà nó không có được đẹp mắt thì các bạn có thể copy cái bảng tần số này các bạn bỏ vào Excel thì bạn vẽ trên Excel thì các bạn có thể vẽ được dạng 3D, các bạn vẽ được đủ hình đủ kiểu cả. Nên là nếu mà các bạn muốn đẹp, muốn thẩm mỹ các bạn cứ cho nó vào Excel các bạn vẽ thôi thêm một điều nữa là các bạn tùy các bạn thôi à, các bạn muốn cho cái bạn tầng số hay những cái này này nó hiện cái tên của những cái biến định tính đó, nó đẹp hơn thì các bạn có thể vào lại phần data đó những biến định tính các bạn nên đặt cho nó cái label ha ví dụ ở đây mình đặt là giới tính này. độ tuổi rồi khi mình chạy lại thống kê đó thì các bạn thấy này cái chữ giới tính với chữ độ tuổi nó sẽ đẹp hơn nhiều so với lại cái tên ban đầu của nó giống như là chữ học vấn hay là bộ phận nó không có dấu thì đối với những biến định tính á, thì các bạn nên để cho nó có cái label thì khi chạy thống kê thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều cả dưới biểu đồ cũng vậy thì nó cũng sẽ có những cái tên như thế này ok thì phần thống kê tần số nó chỉ như vậy thôi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video